Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin. Ngay bây giờ là 1 giờ 34 phút sáng ngày ngày 2 tháng 5 năm 2024, ngày vừa luôn. Giá của nó là 58.300. Sóng số 3 kết thúc ở đây. Sóng số 4 đang được diễn ra, sau đó mình có cái sóng số 5. Nhớ sóng số 4 này là nguyên cái khung này luôn. Okay. Vừa rồi cái đáy của nó rơi vào con giá là 56.000 600 mấy. 600 mấy. Thì đây là một cái vùng mà bạn có thể mua vô từ từ. Nhớ cái con giá. Miễn sao nó giữ được trên 50.800 xác suất là lên 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 lên. Bởi vì vậy, chữ mua, buy là mua ở đây. Vừa rồi nó rơi xuống giá là 56.600. Ok. Là cái vùng mình bắt đầu mua vô từ từ chứ không phải chạy. Miễn sao giữ được trên 50.800 vẫn là lên 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 lên. Từ 3 xuống như 4. Ok. Thì nó có những cái sóng như W, X and Y. W, X and Y đó là những cái sóng nhỏ của sóng 3 tới sóng 4 thôi chứ không gì hết. Từ X cho tới Y. Từ X cho tới Y. Ok. Thì nó có ba sóng A, B và C. Cái okay. Cùng màu với nhau hết. Ok, màu xanh hết. Từ B cho tới C. Từ B tới C thì nó có cái okay. Từ B tới C nó có năm sóng nhỏ, là sóng đỏ của nó, sóng 1, sóng 2, sóng 3 có thể đang được diễn ra vẫn chưa kết thúc. Ok. Sóng số 4 ở đây và sau đó là mình có cái sóng số 5 luôn. Nhớ trong cái cuối cái cuộc chơi của cái giai đoạn của cái hình tam giác á, nhiều lúc á, sóng 4 và sóng số 5 sẽ không được diễn ra. Giữa hai cái vành đen này là cái hình tam giác. Nhiều lúc sóng số 4 và sóng số 5 sẽ không được diễn ra, nó sẽ bay một cái vèo lên luôn. Bởi vì vậy, mình cho bạn cái cân nhắc. Đây là những cái kháng cự. 58.400, 59.600, 60.000, 550. Cài đặt một cái báo thức là 60.000, 550. Nếu mà cái con giá cắn được 60.550, đó là cái tín hiệu đầu tiên, nó nói lên câu chuyện lên 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 và lên. Nhớ đây là cái gọi là đây là cái sóng hồi, đúng không? Sóng hồi. Cái đầu tiên là cái con giá 60.550, nếu mà nó vật lại đi lên, nó nằm trên con giá này từ 3 tới 5 giờ, có nghĩa là nó đã là gì? Đã bắt đầu đi lên lại rồi. 60.550. Không chỉ vậy nữa, để cho xác thực một cái trend nó bắt đầu đi xuống, đổi thành lên. Đi xuống nè, đổi thành lên. Mình cần là gì? Mình cần 5 sóng đi lên một cách rõ ràng. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó 3 sóng hồi. 1, 2, 3, 3 sóng hồi. Ok. Nhắc lại thêm một lần nữa. Rõ ràng cái con giá, mình cần con giá đi lên lại 60.550. Đây. Ok. Là cái tín hiệu đầu tiên nó bắt đầu đổi cái trend. Nhớ nó phải nằm trên con giá đó từ 3 tới 5 tiếng. Cái thứ hai. Mình cần 5 sóng đi lên nha. 1 2 3 4 5. Sau đó 3 sóng hồi, 1 2 3 thì mình mới chắc chắn đây là đáy rồi. Thì có hai thứ mình cần phải nó xảy ra để cho mình biết là nó đã quay đầu đi lên. Ngay bây giờ là nó cần cắn con giá 60.550 và có 5 sóng đi lên, 3 sóng hồi. Cũng giống như ở đây mình vẽ cho bạn rồi. Đây. Đây. Ok. Kéo xuống đây luôn. Để cho cái trend này confirm bottom đã tạo đáy mới rồi. Thì mình cần 5 sóng đi lên và 3 sóng hồi. Ok. Chuyện đó phải cần xảy ra. Cần xảy ra. Cần xảy ra. Thì mình mới dám chắc chắn là mình đã tạo đáy mới, đã tạo đáy rồi. Ok. Sóng số 4 này. Để mình biết sóng số 4 đã kết thúc, sóng Y này đã kết thúc, sóng C này đã kết thúc. Ok. Là mình nó phải nằm trên con giá 60.550, 3 tới 5 tiếng. Cái thứ hai, mình cần 5 sóng đi lên, 3 sóng hồi. 5 sóng lên, 5 up nè, 3 sóng hồi. Thì mình mới dám nói ở đây là đấy. Còn ngay bây giờ mình chưa có một cái tín hiệu nào nói là nó đã đi lên được, nó sẽ đi lên luôn rồi. Ok.
ngoại trừ 60.550 và năm sóng đi lên. Năm sóng đi lên thì cái dạng giống như này nè, 1 2 3 4 5, sau đó ba sóng hồi, 1 2 3. Ok, chỗ cái vùng này là cái vùng ngon lành để mua, bởi vì sao mình chỗ đó là xác thực là nó sẽ bay bổng lên tới cái vùng 80, 90, vân vân và vân vân. Chuyện đó chưa xảy ra ngay bây giờ, bởi vậy xác suất là nó vẫn có thể kéo thêm xuống nữa. Ok, và nếu nó xuống nữa thì nhớ, nếu nó xuống nữa thì nó rơi vào cái vùng nào? Vẫn là cái vùng mình chia sẻ cho bạn hơn 3 tuần trời, 60, 56.000 kế tiếp nè, 55.500 nè, 53.500. Miễn sao cái sự rớt này á, nó giữ trên được 50.800 là gì? Lên, 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 lên. Bởi vì vậy mình nói khuyên cái khu vực này là cái khu vực thu gom. Ta có thể thu gom vô từ từ rồi. Thu gom, mua vô từ từ. Ok, giữ được trên 50.800 vẫn là lên, 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 lên và lên. Vậy thôi, ngay bây giờ là 1:40 sáng. Ok, coi là mình muốn nhảy lên làm cho bạn nhanh còn và lẹ. Ok, coi là mình nói cũng coi là để cho mọi người cùng ngủ, muốn đẩy cái này ra trước khi mình kết thúc cái ngày hôm nay cho anh em. Ok, vậy thôi. Còn cái vấn đề mà mình về lại văn phòng thì có thể là nó kéo tới cuối tuần lận, cuối tuần mình về lại văn phòng thì mình sẽ đẩy ra rất là nhiều tín hiệu, cũng giống như là mình sẽ nhảy lên những cái phát trực tuyến cho anh em và đẩy ra rất là nhiều video, rất là nhiều thứ nó đang xảy ra trên toàn cầu ngay bây giờ. Ok, thì mình sẽ đẩy ra thông tin cho anh em. Còn ngay bây giờ mình đang đợi sóng số 4 hoàn tất, sau đó sóng số 5. Nhớ, nếu mà nó sóng này nó đi lên á, nó nằm trên con giá 60.550 á, có nghĩa nó không phải là sóng số 4 luôn nè. Nếu mà nó lên nha, và nó lên trên con giá 60.550, có thể nó sóng số 4 và sóng số 5 sẽ không xảy ra nếu nó đi lên trên con giá này, nằm trên con giá này 3 tới 5 tiếng. Và để ý là nó sẽ phá vỡ cái đường chỉ đen này luôn. Cái đường chỉ đen này cũng là một cái dấu hiệu để ý tới nha. Đường chỉ đen để ý cái đường chỉ đen luôn. Ok, đường chỉ đen, để con giá này, để đường chỉ đen, để năm sóng đi lên, ba sóng hồi. Ok, thì lúc đó mình mới biết là nó từ xuống đổi thành lên rồi, chứ không có gì. Bạn có thể tắt đi tất cả mọi thứ nghe, cái sự rớt vừa rồi á nó chả đáng bao nhiêu hết. Biết là rớt từ 73.800 nhưng bạn có thể thấy là nó không đáng bao nhiêu hết. Ok, và nó đang gọi là về hình hài thì nó đang tạo một cái gọi là một cái lá cờ, một cái lá cờ mà nó nói lên câu chuyện là lên, 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 lên cái tiếp. Ok, nó đang trong cái giai đoạn cuối của cái sóng số 4 tôi trong gì. Ok, vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này. Xin chào mọi người.